Chưa đâu. Chị Hai đang làm cái con gà này làm món gì hay? Chị làm nấu lẩu ớt hiểm. Nấu gà ớt hiểm. Nó nhẹ hả nè? Dao này là chặt nó thôi. Mà dao không bán mà lít dao thì bán.
nấu không có gà, không có bịch lẩu, nấu nước trong canh chua vậy đó. Đúng chưa? Đúng. Làm hết tô hủ tiếu. Hả? Làm hủ tiếu là? Dạ. Rồi, xả hả? Nó sắc còn hai nè, nó sắc nhỏ nhỏ, sắc nhỏ gì vậy? Ừ. Mà đặt hai gốc ra đây, lấy dao bự nè. Chặt nó đây. Để có thiệt không? Chặt nó lại cái kia đó là thiệt được. Ừ. Trái đúng không? Hai trái. Để thêm dịch thế, để bóc đầu ra. Trái già không xài được hết hả? Cha này hồi ăn lẩu ha. Lâu lâu thì hả, chí nước cho ướp mau quá cho thấm gia vị, chí nước nhìn sớm quá nó không thấm. Có dài vàng lắm chú bộ, lâu năm lắm chú bộ. Dạ. Rồi dễ có luôn á, ăn thịt nó dẻ, nó ngon. Dạ. Đường đó. Dạ. Đắng quá, nó đắng. Đắng không gà quá, nó đắng. Dạ, bỏ luôn. Vâng, không? Dạ, hai. Vâng. Dạ, bằng đâu bỏ cho nó. Dạ, ăn dấu. Bỏ phát lương hả? Bỏ phát lương hả? Ồ, nãy giờ đó hả? Bằng đâu bỏ trả cho anh đó đâu nè. Thương trước kìa. Dạ, hai. Bơ sầu riêng béo dữ rồi.
chờ 20 phút tiếp hả? Không muốn ăn cái nồi tới chiều hả? Có dữ luôn không? Béo quá. Thịt kem vậy hả? Để đi. Trời ơi, no rồi. Sớm giờ chắc mềm lắm không ai? Cũng vừa ăn rồi, thịt ngon. Mình vậy ngon hả? Rồi. Mình thì ngon rồi đó. Mà không biết mẹ thì sao? Quà cũng mấy tiếng à. Ừ, mấy tiếng à. Mấy tiếng rồi đó, Vũ. Dữ dằn. Cái gì vậy? Nóng lên không nè? Nó còn mua bán cái chân nha vậy? Làm mua đó rồi bà. Chân rồi bà. Hồi ai ăn cũng đơn thiểm là nó cay tay tái luôn á. Hấp dẫn quá hả Dũng? Ừ. Cái này nạt nạt ngâm ngâm thôi cho mềm mềm cho ngoài miếng. Không giờ không ăn chưa được đâu. Mình thì ngon lắm đó. Mình là vừa ăn lắm đó. Thì cái bếp lửa than để nó hoài ăn nó mềm ha. Ừ. Nóng quá. Rồi, không. Đũa, có hơn lấy đũa, không được. Cái gì vậy, nghĩ gì vậy? Ngon. Thấy chứ, là một cuốn quản nồi á. Cái nồi nắp gì đó. Cái nồi vậy? Rốt đâu? Không đáng gì không? Không hiểu. Con bà nó nhậu. Ăn cái đó nhậu đâu? Ừ. Có cái gì vậy? Ừ. Bún cơm thì đi tính đi sớm có ăn không có mắt có nào lấy luôn. Bún nè bà. Bún cơm ở đây có đây. 104. Được không? Rồi nó quá ngon nhiều rồi. Có chừng ớt nha, kéo ngưng về cắn cay. Bún nấm. Bún gà này còn dai hết trời. Ăn cái thịt ngon rồi chứ. Hả? Tôi thấy tôi ăn được mà. Ngon chứ ông mà dai vậy. Hai ơi, dạ chồng. Dạ, dạ. Có nhá hả? Nhá nhá. À, để đi. Chưa. Ăn thử đâu. Thôi đừng có thịt chai nữa. Không ăn đâu. Cục rồi. Thôi nó ăn mà rồi. Bưng gì bơ ra cái. Có chừng ớt cái nhân thì mình rút lên chai cái này chai. Ăn ớt được. Ăn thử một trái rồi nó cay. Ấm lâu không cài luôn. Hai đứa nó ăn ở đâu rồi? Cài chứ. Quên lấy gì bình xương. Có một câu mà chị còn ngâm đây làm gì? Dạ, ché vậy thôi. Công nhận nha, cái da mẹ ngon ghê lắm trời. Cái ngon mà nó có dai đâu ta? Con ăn, dạ đúng rồi mẹ nó giòn. Ừ. Dạ, mấy năm thôi. Quế để vừa đã thơm. Có thơm. Dạ, thành da thì ăn gà nấu quế lắm. Bỏ luôn. Gà nấu lá é mà không biết nấu lá é là nấu làm sao à? Lá é, lá quế gì đó. Lần nào qua ăn rồi, lần bà ba nấu á. Lá é, lá quế gì đó. Lên chua chứ. Lên rẻ thì nó quế gì đó. Mà nó thấy giống giống gì à? Rẻ hả? Ừ. Rẻ như quế giống giống. Rẻ là cái nào? Quế vậy hả? Ừ. Sao dưới cái năm mấy chồng nó bỏ giả cho vậy? Thì nó chồng ta đâu có ta trà nó mới lấy được cái hộp. Cho con lại luôn không? Dạ. Lại luôn. Bắt lửa gì? Sao kêu bố ăn chén không? Không, không có nhậu đâu mà sợ. Nó có cay không đâu, nó có cay thì ta ăn súng thôi chứ nó không có cay nước cay. Ừ. Nước không cay đâu. Con ăn mà không sợ, chúng có trái á. Nước cay, mà không trái thì... Nước trái thì cắn một cái thôi, cay cay. Cay nó cũng thay chứ không có trông luôn hả? Đúng rồi. Nó vừa ăn. Vừa ăn mà không ăn. Cay là phải quốc chứ. Nước cà cay nó ngon.
Dạ, hơi quất một chai nè, cà nước. Nó cay quá à. Ủa, để đây rồi đó. Nó lạnh. Đó là lạnh xuống nè. Lá nè. Lạ ổi vậy. Thôi lạnh xuống nè, mại lá chanh. Thôi lạc vậy. Hay là sẵn không qua con lạc thôi chứ con không có à, không có hơn lạc thôi vậy. Có gì hả? Có gì hả? Có gì hả? Bốn là mới đổ nữa rồi được nổi lên. Bốn còn lại. Xuống. Có bông mai ấy. Cái này phải làm kẻ. Đúng không? Nha chứ không? Nó hai lỗ chị, hai chị không nổi. Còn này bốn lỗ thì sẽ đêm đỏ không sao. Mấy tiếng hồi đó trời. Dạ, lâu rồi không lâu. Hồng chứ hết mình ra quá. Ủi hồi nãy chị thử được, thấy lòng giòn mà thôi ăn được, mình thì được. Ai ăn da thì ngon, còn ăn da được thì... Mẹ ăn đi. Ăn da của một gà. Nó đúng cái gà luôn. Ăn thật thật luôn á. Gà ngon ha, gà ngon. Dạ, dạ này là không bao, có ba này có. Dài. Dạ. Dài. Gà da đi vòng vòng cái quả hả? Ở ba nó quế vô. Thôi, gà chín. Mấy gà năm đấy nói là từ đường đó. Nãy giờ mới được ăn phải không? Hai chị sáng ăn rồi đó. Ăn ly bên cái nữa. Rồi hết lò luôn. Hết lò, hết trên, còn có ly không. Con miếng da nè coi. Nó ngon, ăn da nó. Nó da nó tròn tròn. Ăn da đó. Bữa nay không nắng mà hôm qua hả? Ôi, nó mưa nè. Hai nhỏ nó không ăn ta. Ăn quanh ăn gì ta, nó đâu ăn bún. Không được ăn bún. Bún kia nó không? Nhìn khoái, đang chả đó. Chả nó ăn chờ, khoái nó lên. Khoái chả đó lên. Rồi nó lúc chờ. Mà mình quên đâu về, tính không về đâu mua. Hồi này năm rồi nó tết, con gà đó không lên. Không lên. Già thì vậy hả? Sao có già không? Bữa giờ ăn ngon mà ta. Cái ăn được rồi mà. Cái này còn ngon mà. À, cái giò nổi. Cái này còn ngâm nữa. Này có cây chứ, cây à. Rất ngon, cây ngon. Quế một ít nó lên. Không ăn mệt hết, mất bao nhiêu muối. Giờ ba bún trái vậy. Quế ngon, quế kìa. Quế một bữa nha. Quế ngon, quế ngon. Quế ngon, giờ thế thì nó đi. Ngon. Ăn đảo đây anh. Ớt cũng đâu cay luôn đâu. Đâu cay. Cái dừa. Cái dừa he he. He he. Cái nhỏ là he he này, cái bự bự này mới cay. Bự cay bự he. Bỏ vô làm gì ta, ngọt nước làm gì. Cho cái mùi. Không. À, gà nó quá mà cái gà nó quá. Để lên giá chằm. Đúng không? Chú chết ra đây bà lão ăn chết luôn là. Ôi là trời, nó can cãi không? Một chén mà đồ làm chết. Ăn mà anh ăn vô ăn luôn anh à. Mình nó không biết. Nếu mình can cãi đâu có biết. Thừa càng ăn thừa nhím. Càng lớn càng thương ăn ta nè. Muốn một việc gì thôi. Không được, đợi gian luôn anh. Nhét vô càng phải không? Ừ. Làm vừa vừa đó ăn đựng để ăn và da cho mình. Đây mình có đi lấy hồ gì. Con gà mà thì mau mà đấu gì thôi. Ừ. Ở gà. Đây là phải để cho chị vừa. Nó đá không bà? Đá không? Đá. Bữa lần kia nó hai gà lượt đá đó. Mày coi nó đá cái nó lượt đá luôn mà. Gà đá nó sợ đu là chạy mới cỡ chết mất sau lưng. Bữa lên ra cái đòn gà đá thẳng rồi. Cái lúa này nha. Có đường khoan là lúa đá hả? Má chị ra luôn đó, thứ này không biết nó mạnh, nó cao nữa. Mẹ đâu vậy? Hả? À, lên. À, ăn cá đây. Nhanh. Từ từ, cái gì cũng ngon. Nước ngon ghê, nước ạ. Nước ngon ghê. Vừa không? Bảy năm con với thì cô gửi đưa giá rồi. Chưa cho gì cho tiền lắm chứ. Cho hai đứa nó ăn đâu rồi? Gọi nó mà.
Bà mới lên bên quần không? Hai đứa nó nằm trong kia rồi. Da này hả? Ừ. Đang đi ra ngủ rồi đấy. Trang hồi nãy Trang hồi bộ ổn để một cái câu bơi. Tao chết trời. Ba giờ tao đang tụi tụi tụi. Cái thịt mẹ được đó mẹ, nó ăn cái này biết không? Ăn biết ăn cũng quá, ăn cái này nó không nó không có nổi chút nghe được. Nè, cái củ giò đó nó nổi không biết cái này nó có ăn gì đâu, nó đào cái này chết đâu hả? Đào mới đúng được ăn, có cái này đúng đâu thì da như da bò vậy. Mày nó giòn giòn nha. Da này biết người nhà mua hết rồi. Hai giờ chung quan bốn người hai giờ ở quá vậy ở luôn hả thấy được không thấy được à ra là cái chiều lột có thì anh tắt hạn rồi nó hết cái nhóm thì ra anh lột với mấy chú mốt cái gì mấy chú mốt cái gì của hai nhỏ thì về bãi mà bãi này đi chú đó có lại đâu rồi biết không mới gọi là gà đâu. Ủa gà thì nó đúng này, mấy gà hai bên này nó cứ ăn cho nó ăn gì luôn đâu mà nó lại ra. Gà. Cái da gà con vậy ta nấu ngon vậy đâu. Nó được giống vậy đó chú ta. Con gà này giống như con biết gà gì không? Gà gì? Gà thiến. Thấy không ạ? Gà giống thiến á, là nó khoảng 3-4 năm á, nó là nó dai mà nó út quay rồi mà nó cứ thừ vậy đó. Hồi nãy nó mà nó quay gì mất rồi đó, nó còn nhau à. Không có bằng. Hả? Không có bằng như gà con nghẹt vậy. Như là nó bơm nó hẳn vậy. Ừ. Gà nó da nó gan gà nó tiếng cái gì đó. Nó da luôn nè. Bởi ai ăn mấy dài dài hầm thả rồi ăn da thì thịt ngon. Mình ăn mỗi ngày ai muốn ăn dài dài hầm thả là ngon hả? Ngày lâu năm. Rồi nha cho lâu cũng rồi. Không phải, biết là lâu là mấy gì không? Mấy ông còn nhậu á. Cho từ từ nó mềm đúng không? Nhậu nó lâu nữa. Còn nước con nước khỏe. Ăn ít. Rồi nha từ từ không? Có, tôi thấy cái giỏ nó phun gân ra rồi đó. Sao nó mày nữa, nó phun được vậy đó. Mà anh cạp kìa. Còn mấy cái giò với cái đầu với cái đầu còn ngâm lên là đâu muốn cho đâu. Ngâm lên kiểu niềm cả. Niềm cả. Ừ. Đồ chơi cũng cay. Mỉm mỉm mà. Trong giò này làm bằng tái mà bạn không thấy mềm đâu. Thấy đi, hiện này mình hãy để mình dặn ra nữa ha. Mình nấu hay dặn lên nữa, dặn ra cho nổi. Gà nó gà nó gãy điểm đâu phải có ưng nghe một cậy được. Có gì gọi cái gọi ra nghe một cậy chưa? Ừ. Giờ không giờ cái dăng đi rồi. Đừng nấu ca mà vút trái hết á. À, giờ chín thì chắc rồi. Vút trái là chắc giờ. Hai mẹ. Thôi hút nước không mà đã. Luôn thịt nó mặn mà ra mà ra 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 tôi mới nó lửa thì tới chị cha đã cắm thấy tôi nó cắm tàu chạy mừng quá trời nó tao việc quá rồi nó cắm tàu chạy vô chạy nó lướt nó lướt cho nó ăn gì đó là nói vậy. Đi dặn 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 vừa luôn á rồi cắm dữ cắm á đi tới cắm luôn luôn gà đó lâu lắm không có giống bao giờ mới có đợi đi. Chắc anh uống gì ca? Mùa ngày trước chết rồi hả? À, uống nước mà. Rửa chanh nó uống, uống chanh nó chết rồi hả? À, uống nước mà. Chết rồi đó, không thấy. Thế vậy? Ăn chung cao. Chai luôn. Nhai hết, nước chai rồi. Vậy nữa, nước chai rồi, hổng cái chai rồi cái nó diễn xuống à. Ăn là ăn, cà với mình ăn nóng vô á, lẩu gà cái điểm, lẩu mẹ hấp nước rồi, hấp cái đã nước á, này củ đế ha, nhiều củ đế rồi, này đã uống qua uống không chịu rồi, đế mẹ mấy ly, thôi,
Nghỉ còn tí nữa đi. Nghỉ cho khỏe ha. Thì làm sáng cái cá luôn á. Được không? Được không? Được. Được tới bận cái cá cho bà mẹ lên đó. Được không? Chờ bên đây một đống. Đúng rồi, bà đây biết. Đúng rồi, hút nước cả. Đúng rồi, đúng rồi. Nước đâu mà ngồi ra đâu. Mà nghe rồi, họ nghe. Ăn ra một hơi mà mở ra, mắt ra hút chút nhớ. Một cái nghe rồi. Tỉnh luôn, tỉnh luôn. Không chờ, tỉnh luôn. Dạ, ngon. Dạ, dạ, nó giòn, nó không phải như cái gì nữa. Gạt cái da giảm nhiệt nha. Gạt cũng nhiệt như vậy. Không có gà mịn, còn tơ vậy đó. Con ngon, nó cũng vậy. Con này cái da nào nó cũng cái da nó bực bực bực. Đúng là không có, đúng là đúng là không có, đúng này nó không có đúng là nhỏ nhiều luôn á. Hai bữa thôi. Hai bữa thôi. Tôi để nó quá nhiều bác. Là ba hết. Rồi chắc chắn rồi. Mình sớm ra. Rồi hút chợ đi rồi chạy chắc chắn nó hết. Nhưng mà nó cũng được, nó mở cay quá. Con cái nó ngon không cay luôn. Tại vì nó lỏng với ga quá. Nó không có cay.